Vườn hoa Lan Trọng lại lên tiếp rất là nhiều mã cả nhà ơi, một phiên em lên nhiều mã lắm, đa dạng chủng loại để cho các anh chị nhà mình sưu tầm lắm. Kiều tím nè, kiều vuông nè, kiều trắng đột biến cũng có nữa nè cả nhà xem nè, đang có hoa thực tế thì chuẩn cây chuẩn ha, chuẩn giống cho cả nhà mình luôn ha, kiều tím rồi sơn thủy tiên, huyết nhung, nói chung là rất là đa dạng cả nhà ơi, nhớ theo dõi và chốt theo mã số nha. Rồi mã F1 đầu tiên nè, cái này là kiều vuông Lộc Bắc cả nhà ơi, xem nè, cây thuần rất là đanh khỏe, cái này thì các anh chị nhà mình sưu tầm đây, cây đã thuần chậu này, có muốn về mà anh chị nhà mình muốn lấy hai chậu về gộp thành một chậu lớn cũng quá ok luôn. Rồi mã F1 giá 120.000 một chậu cả nha, F1 120 120 120.000 chậu, ấm chậu hết luôn rồi. Anh chị nhà mình mà nếu mà có về sang chậu mà cả nhà mình bóp quanh chậu mà khui cái chậu ra, cả nhà mình nhìn thấy cái bộ rễ cả nhà cũng biết nó đã thuần rất là khỏe luôn rồi cả nhà. Mã F2 nè, kiều vuông Lộc Bắc chậu như thế này giá sẽ là 180.000, dành cho anh chị nhà mình nào nhà mình mà muốn sưu tầm chậu sum hơn. 180 cả nhà F2 180. 180 sẽ là cái size chậu sum cả nhà ha. Chậu nào như chậu nấy hết nè. Anh chị nhà mình muốn lấy một cặp đây. Trời ơi cả nhà ơi, quá là đẻ luôn. 180 một chậu cả nhà nha. Kiều vuông Lộc Bắc. Kiều vuông Lộc Bắc của nó sẽ là hoa trắng hồng vàng. Còn riêng cái thằng này nó là kiều đột biến nên nó sẽ là cái hoa nó sẽ là trắng tinh như thế này cả nhà ha. Rồi mã F3 này em đang có hài về nữ, đang có nụ cả nhà, đang có nụ như thế này, hoài nở rất là bền. Chậu F3 giá 100.000 một chậu cả nhà, 100.000 một chậu. F3 100.000 một cây chậu. Thuần năm thứ 3 cả nhà. Rồi mã F4 này, F4 hoàng phi hạt đang nụ cả nhà ha, hoàng phi hạt đang nụ. Mã này F4 giá 150 150.000 một chậu như thế này, mầm gốc đang lên nè cả nhà. Yên tâm nha, chơi hoa xong mầm gốc lên khỏe cho cả nhà mình luôn. Rồi, F5. F5 cái này là hoa lan đuôi sóc cả nhà ơi, sóc hoa tím và rất là thơm. Sóc thì hoa sẽ nở vào tháng 3 cả nhà, dòng này hoa nở tháng 3 ha. F5 giá 250 cả nhà ơi, 250.000. Trời ơi, F5 cây thuần khỉ. 250.000. Ăn nắng này cả nhà mình xem nè, cây thuần ăn nắng rất là khỉ và ngay bây giờ em cũng đang quay ở ngoài ngoài vườn em thì ăn nắng rất là khỉ luôn. Yên tâm cả nhà ha. Cứ về các anh chị nhà mình cứ cho ăn nắng bình thường thôi. Cứ lưu ý một chút giùm em là cái phần tưới nước nha. Lưu ý giúp em phần tưới nước, tại vì là những cái dòng rễ gió như thế này nó rất là ưa nước, và khi cả nhà mình tưới nước đủ độ ẩm nhiều thì nó sẽ đi rễ rất là khỏe cả nhà. Rồi F6 nè, 420.000, sóc 420, chậu này thì sum cây hơn cả nhà ha. Sum cây hơn luôn á. Mã này 420.000, càng nhiều cây thì tới cái mùa hoa càng rực rỡ hơn. Rồi hiện tại thì em đang có ba cái chậu giống, cái này là báo hỷ cả nhà ơi, hàng giống thôi, đang có mặt hoa như thế này, chậu nào cũng đang nụ hết cả nhà ha, chậu nào cũng đang nụ nè, ba chậu hàng giống thì về các anh chị nhà mình để riêng cũng được, còn không mà muốn gộp thành chậu lớn cũng ok luôn. Một mẹ duy nhất F7 ba chậu 200.000 cả nhà ơi, ba chậu 200.000, 200.000 ba chậu. Đang chậu nào cũng đang có nụ á cả nha, đang có nụ tại vì nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đanh cây, bên vườn em trồng đanh cây lắm. Mã này là F8 nhạn tháng 8 cả nhà ơi, F8 nhạn tháng 8 này cả nhà xem form cây nè. Những cây như thế này thì để vào cho các anh chị nhà mình xem nè. Đó, xem được size cây, mã F8 nhạn tháng 8 giá 450, 450.000. Size cây như thế này thì tháng 8 các anh chị nhà mình chơi hoa F8, luôn rồi. 450. Rồi F9 nè, chậu 3 cây. Chậu 3 cây như thế này giá 390. Cái này thì em ghép lên trên là cái nền của nó là đế gỗ, nên là về các anh chị nhà mình có muốn sang chậu thì cả nhà mình cứ tháo chậu ra nè, mình sang theo cái cục gỗ, sang vào chậu gỗ gì cũng được, nó cũng rất là giá trị luôn. 390.000 nhạn tháng 8 cả nhà nha. 390. Nhạn tháng 8 hoa vàng lưỡi tím và đảm bảo cho các anh chị nhà mình là hoa thơm luôn, đảm bảo hoa thơm cho cả nhà mình. F10 nè, chậu này 3 cây luôn nhưng mà size cây thì sẽ lớn, nhỉnh hơn cả nhà ha. Chậu 3 cây như thế này, chậu này giá sẽ là 480 cả nhà. Nhạn tháng 8 chậu 3 cây 480 nghe. 480. Đó các anh chị nhà mình nhớ giùm em là cả nhà mình nhớ là chốt theo mã số giúp em nha, để em lên đơn cho nó chuẩn theo mã cả nha, tại vì mỗi chậu đều có tem mã. Rồi F11 chậu này 270, nó sẽ có hai cây size chung và một cây nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, 270 thôi. F11, anh chị nhà mình 270. Sưu tầm 270 nghe. Rồi tiếp tục nhạn tháng 8 này, em đang có một cái chậu chậu này thì nó sẽ sum cây và sai cây cũng lớn này. Cái này tháng 8 các anh chị nhà mình chơi hoa ok luôn. Đây, sai cây này nhìn so với tay giúp em nha. Mà F12 giá sẽ là 1.750.000 cả nhà ơi, 1.750 nha. Nhạn tháng 8 form cây rất là đanh cả nhà, form cây rất là đanh nè. F12 1.750. 1.750 50.000 cả nhà ha. Nhạn tháng 8 hoa rất thơm, cây rất là giá trị cả nhà. Rồi F13 nè,
F13 đây là một cái chậu chồn tím cả nha. F13 một chậu chồn tím này, chồn tím đó là sắc tố cây nó rất là đanh cả nha ha. Chậu này mã F13 giá 490.000, F13 490 cả nha ơi. Chồn tím nha, chồn tím thì nó rất là ít hàng cả nha. Cái lá nó sẽ là nó dày hơn và nó ngã ngã viền tím, sắc tố tím, nó khác so với cái thằng chồn là lá xanh bình thường cả nha. Dòng nó thân lá nó rất là đẹp. Rồi F14 nè, em đang có chậu sơn thủy tiên như thế này. Mã này giá 380, 380 nha. Cây thuần khỏe nè, mầm đang lên cả nhà xem nè, rất là tiềm năng luôn nha, 380.000. Các anh chị nhà mình sưu tầm cả nhà mình cứ tranh thủ gộp đơn. Đó, gộp đơn được một thùng thì em sẽ gộp cho cả nhà. Rồi sơn thủy tiên đang có cái chậu này nè, đang có vòi hoa thực tế luôn cả nhà. Hoa vàng và hoa rất là thơm cả nhà ơi, rất là thơm, xứng đáng luôn. Dòng này thì cây rất là khỏe. Rồi mã F15 giá 750 cả nhà nha. F15 750 nha. Chậu như thế này. Nó đang có hai cái vòi hoa thì cả nhà mình lưu ý giúp em là nó cũng đã nở được. Cái này thì chắc cũng nở được chắc cũng tuần rồi cả nhà. Nên là trong quá trình vận chuyển nếu mà nó có bị hơi héo héo buồn buồn thì các anh chị nhà mình thông cảm giúp em. Tại vì là có mắc hoa thực tế để cho cả nhà mình ngắm. Còn một số thân thì mắc hoa đang sưng. Một số thân khác thì mắc hoa đang sưng thì cả nhà mình sẽ tiếp tục chơi hoa tiếp cả nhà nha, yên tâm. Nó mới hoa đầu mùa thôi. Thường là sơn thủy tiên nó nở hoa tháng 3 ấy cả nhà. Cái này mới đầu mùa thôi nên yên tâm nha. F16 này em đang có một cái chậu huyết nhung. F16 huyết nhung đang có nụ cả nhà ơi. Huyết nhung đang có nụ, chậu F16 này giá sẽ là 550.000 cả nhà. 550 ha. Huyết nhung đỏ cả nhà ơi, dòng này thì rất là giá trị. F16 550.000. 550. Rồi F17 nè. F17 em đang có một cái giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc đang cồi nụ cả nhà ơi, tam bảo sắc đang cồi nụ. Bây giờ bắt đầu là vào đầu mùa là nó chớm vào mùa của hoa như thế này thì rất là đa dạng luôn. Giò này cong đẹp đúng không cả nhà, ăn nắng khỏe lắm cả nhà ơi, xem nè, cây ăn nắng rất là khỏe. Rồi mà F17 đang nụ giá 390, tam bảo sắc cả nhà ha. F17 tam bảo sắc 390.000. Rồi tam bảo sắc em đang còn một giò này nữa cũng 390 luôn. F18 giò này thì cây không to như vậy nhưng mà nó được cây sum. Thì các anh chị nhà mình muốn sưu tầm cái loại nào, nhìn cái cục nào ưng ý thì cả nhà mình chốt ha. Cái này cũng đang có nụ luôn, ăn nắng rất là đanh cả nhà mình xem nè. Cây ăn nắng đã đúng không ạ? Rồi F18 giá 390 tam bảo sắc cả nhà nha. Rồi F19 nè, F19 cái này là kiều tím cả nhà. F19 cái này là kiều tím nè, mã này giá 430.000, thân cao ráo rất là đanh cây luôn cả nhà. Thân cao là réo rất là đanh cây nha. Kiều tím thì hoa của nó sẽ là hoa tháng 4. Kiều tím hoa tháng 4 đây nè. Anh chị nhà mình so với người giúp em nha. Những cái chậu mà em lên như thế này thì cả nhà mình so với người để cho nó cụ thể. Rồi F20 chậu này 430 luôn nè cả nhà, 430 luôn nè. F20 kiều tím, thân rất là đanh khỏe cả nhà nhìn nè. Nhìn cái chậu nè, bộ rễ rồi nữa nè. Nhìn rất là dễ chăm sóc cả nhà, cây nó đã thuần khỏe luôn rồi. Về cả nhà mình lưu ý là nước non thêm cho nó nha. Rồi F21 giò này 1 triệu cả nhà ơi, xứng đáng cả nhà xem nè. Thân lá gì cái độ sum tròn của nó thì rất là đã luôn. Giò này kiều tím giá 1 triệu F21. Đó, anh chị nhà mình muốn giò nhỏ hay là vừa nè, hay là những cái chậu sum to đều có đủ luôn. Sưu tầm tại vườn thì cực kỳ đa dạng cho cả nhà mình. Rồi F22 huyết nhung em đang có một cái giò như thế này, đang nụ cả nhà ơi. F22 nha, huyết nhung giá sẽ là 1.400.000, 1.400.000 phí ship 80.000 giúp em nha. Đang đẻ con từ nách lá rất là nhiều cả nhà, đang đẻ con rất là nhiều. F22 1.480.000, huyết nhung đang nụ. Dòng này thì hoa màu đỏ tươi và đang có nụ. Đây nè, vòi nụ của nó nè, hoa nụ phân nhánh cả nhà mình thấy không? Nụ nó còn phân nhánh nữa nè, 1.400.000, 80.000. Nặng cả nha. Cái phần ship 80.000 là phần ship thiếu em còn hỗ trợ cả nhà ơi, không phải 80.000 là hết đâu ạ. Phần ship thiếu em hỗ trợ cả nhà mình thấy một cái giò to so với người như thế này của em mà. So với người như thế này ha, phần ship thiếu em hỗ trợ. F23 nè, giò này giá 1.100.000, phí ship 80.000 luôn đi. 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000. Đang nụ cả nha ha. Nó đang đẻ từ nách lá, nó đang đẻ cây con từ nách lá rất là nhiều. Giá 1.100.000 F23 nè. Đó các anh chị nhà mình yên tâm. Ui, hơi nặng.
Các anh chị nhà mình yên tâm, chốt mẹ nào thì sẽ gửi chuẩn cái mẹ đó nha. Tiếp tục nè, em qua cái mẹ cẩm báo đang có nụ cho cả nhà mình luôn. Trời ơi cả nhà ơi, cái giò này thì ghép tròn luôn á. F24 cẩm báo này, giò này giá sẽ là 1.500.000 cả nhà ơi. 1.500.000 đang có nụ. Đang có nụ cũng rất là khá khá luôn á cả nhà. Cẩm báo hoa vàng đốm đốm báo rất là xinh. Hoa nở khá là bền. Dòng rễ gió mà cả nhà mình nhìn bộ rễ nè. Quá quá là đã luôn đúng không ạ? Rồi, cẩm báo cả nhà nha. Rồi tiếp theo F25. Đây là một cái giò kiều. Kiều đột biến, kiều hoa trắng đột biến á cả nhà, đang có hoa thực tế luôn. Như thế này hoa nó cũng đã nở được cũng vài hôm rồi cả nhà ha. Đang còn một ít nụ, đang còn một ít nụ luôn. Mặt hoa thì cả nhà mình xem nè. Hoa nói chung là tinh khiết luôn, tinh khôi luôn. Rồi mã F25 giá sẽ là 3.500.000 cả nhà ơi, 3.500.000. Phí ship 70.000 đi, phí ship 70.000 phần ship thím hỗ trợ. Nó đang còn một vài nụ nữa cả nhà ha. Và lưu ý giúp em, lưu ý giúp em cái phần hoa như thế này nè, thì nó cũng đã nở được một thời gian rồi nên trong quá trình vận chuyển có thể nó sẽ tàn. Còn nếu mà tới cả nhà mình hoa vẫn còn tươi y nguyên như thế này thì các anh chị nhà mình vui vẻ mình chơi thêm được vài hôm nữa nha. Lưu ý giúp em, còn cái hoa em vẫn để im trên đó là để đảm bảo chuẩn cây, chuẩn giống cho cả nhà mình. Dòng này đột biến trắng rất là đẹp. Rồi F26, ôi cái giò này nó to, nó rất là to á cả nhà. Cái này là một cái giò kiều tím đang nụ á cả nhà. Đây nè, đó, cả nhà mình so với người giúp em nha. Giò này to lắm, đang có vòi nụ luôn. Giò này thì thân cao. F26 giá sẽ là 1.800.000, phí ship 150 cả nhà ha. 1.800.000 phí ship 150. Còn phần ship thiếu em hỗ trợ. 800.000. Đang nụ cả nhà. Đây nè, em quay mấy cái vòi nụ nè. Đang có vòi nụ này cả nhà. Nụ bên này nữa nè, đang nụ to nhìn rất là đãng mắt luôn. Đây, đang có nụ ha. Rồi, 1.800.000 phí ship 150 là 1.950.000 đó ạ. Giò những cái giò này to, nặng công kênh, phần ship thím hỗ trợ. Cả nhà mình cứ nhớ cứ nhắn tin theo mã số để bên em sẽ lên đơn và chuẩn mã cho cả nhà mình nha.